Hello, xin chào bạn. Video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là cái tai nghe chụp tai UV675 mình mua trên Lazada. Đây, tai nghe chụp tai UV675 portable trắng mình mua trên Lazada với giá là 34.500. Ok, rồi mình sẽ tháo hộp ra các bạn xem. Các bạn muốn mua sản phẩm này thì mình sẽ để link mua ở dưới mô tả video này. Cái này là mình mua theo yêu cầu của một bạn trên comment trên kênh YouTube của mình thôi, chứ mình cũng rất là nhiều tai nghe rồi. Vâng, cái tai nghe này thì các bạn có thể chơi game hay là dây đỏ này nhìn khá là đẹp. Trong có một cái tờ bảo hành và một cái miếng xốp. Vâng, hết rồi. Và đây là miếng chống sốc đặc trưng của Lazada. Và đây là tai nghe của chúng ta. Bạn có thể chơi game hay là nghe nhạc. Vâng, dây mình cũng có tham khảo trên mạng rồi. Mọi người nói cái tai nghe này dây khá là, gọi là gì nhỉ, gọi là nó bị mỏng, siêu mỏng cánh nhé. Đây, sản phẩm chúng ta nên dây các bạn không cẩn thận sẽ rất dễ bị đứt. Đó, dây màu đỏ khá là đẹp. Vâng, tai nghe này là tai nghe Beats Tech Solo Tech 10, vâng, Tech 10. Đây, tai nghe của chúng ta. Mình sẽ giới thiệu qua và sẽ cảm nhận âm thanh thử qua cái lỗ tai trâu của mình, xem chất lượng âm thanh nó như thế nào. Ok, cái tai nghe này được bảo hành 1 tháng. Đường kính của tai nghe là 40mm. Công suất của nó là 15mW. Công suất lớn nhất lên tới 20. Và chiều dài dây là 2m. Cắt cắm 3.5mm. Độ nhạy của nó là 18dB. Đáp ứng tần số 20-22kHz. Thiết kế nhỏ gọn nhưng thiết kế rất tiện lợi cho hiện tại. Dùng trong việc học, luyện nghe tiếng Anh, nghe nhạc, chơi game vân vân. Hay đơn giản là phục vụ cho công việc văn phòng, trao đổi qua Air Sky hay điện thoại. Khá là phù hợp với giá tiền của sinh viên. Ok, giờ mình sẽ zoom gần lại. Đó, các bạn nhìn này, tai nghe rẻ tiền mà 34.000 nên các khớp nối này nó bị cách xa nhau này, không khít, khá là lòng lẻo. Không đánh giá chi nhiều, vào chỗ này vẫn còn một vết rách nữa. Đây, hơi mỏng. Cái này dùng một thời gian nó sẽ bị bong, mình nghĩ nó sẽ bong cái lớp này ra. Và đây, một lớp màu trắng thì nhựa màu trắng sẽ khá là bám bềnh. Nếu các bạn nào hay quăng quật, nhìn nó thì cũng đẹp đấy. Và cũng thời trang đấy. Cái này thì có thể chỉnh được phù hợp với cả cái đầu của bạn, đầu to hay đầu nhỏ. Các bạn xem phim bố đầu to hay bố đầu to con đầu nhỏ sẽ biết. Và cũng có tem bảo hành ở đây. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ nghe thử xem chất lượng âm thanh nó như nào. Mình sẽ nghe qua con MP3 này. Con này của mình vẫn rất trâu bò, dùng 3 tiếng không hỏng, nghe 3 tiếng liên tục. Ở đây mình có tai nghe iPhone 5 và tai nghe HTC. Rồi mình sẽ nghe thử hai cái tai nghe này thì biết chất lượng rồi. Mình sẽ nghe thử cái tai nghe này. Ok, để mình nghe thử nhá. Next bài khác xem. Vâng, bass này khá là to, khá là mạnh. Next tiếp. Nghe có vẻ ấm và nó bọc, nó chụp tai ấy. Nghe nó rất là kín, không bị tạp âm ở bên ngoài, khá là hay. Vâng, bắt đầu cứ huỳnh huỳnh. Đây, đang đến cái bài ấy, đang đến cái bài remix. Vâng, bật to xem như nào. Ôi, phê lắm. Vâng, rất là hay. Đập cứ huỳnh huỳnh, không biết các bạn nghe được không? Đấy, mình để gần vào điện thoại đấy. Đập cứ huỳnh huỳnh, vâng, điếc luôn ạ. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu cái tai nghe này. Nói chung là 34.000 chống cháy, nghe rất là ok. Mình đánh giá theo cảm nhận lỗ tai của mình, nghe rất ok, nghe như tai nghe iPhone 5 với cả HTC luôn. Mà thậm chí mình thấy bass nó đập còn mạnh hơn đấy. Lúc tiên các bạn mua thử xem, có 34.000 mà, siêu rẻ. Ok, các bạn đã thấy video, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất của mình. Cái này nó thiết kế thì hơi xấu một tí thôi, nhưng mà nghe hay. Thiết kế khá là thở hang sexy. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Còn bây giờ mình đi thẩm mâm tiếp, tìm tai nghe xịn tiếp đây. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới, mình sẽ xem và mua về để review cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn.